Thưa bác sĩ, em năm nay 37 tuổi, đã cắt tử cung vào một bên buồng trứng. Cơ thể rất hay đau nhức, hay bị đau đầu, khó ngủ, giấc ngủ không sâu. Đặc biệt khi ngủ, dù có tiếng động nhỏ cũng bị tỉnh giấc. Xin hỏi bác sĩ là có phải em đang rơi vào tình trạng mãn kinh sớm rồi không? Và liệu khả năng có con thứ hai tự nhiên của em thì có còn không ạ? Câu thứ nhất mà mình trả lời này, đã cắt tử cung rồi thì không có thai nữa. Bạn đã cắt tử cung rồi và cắt một bên buồng trứng rồi thì chắc chắn bạn không có thai nữa. Không nói tự nhiên hay tự nhiên hay không tự nhiên thì cũng không thể có thai nữa, bởi vì là cái tử cung của bạn là cái chỗ để nó để chứa cái thai ấy, thì đã cắt đi mất rồi. Bạn không thể có thai nữa. Thứ hai nữa là khi mà bạn cắt một buồng trứng thì vẫn còn một buồng trứng, nhưng mà người ta đã chứng minh là nếu bạn cắt tử cung xong thì cái buồng trứng còn lại nó sẽ mãn kinh sớm đi so với cái buồng trứng bình thường. Vì chúng tôi là người phẫu thuật hàng ngày, chúng tôi biết khi mà chúng ta bình thường cái buồng trứng chúng ta được nuôi bởi rất nhiều một cái nguồn máu từ tử cung này, từ động mạch chủ bụng này, rất nhiều thứ. Nhưng khi mà chúng ta cắt tử cung thì chúng ta cắt mất một cái nguồn nuôi dưỡng của buồng trứng đấy, vì thế là buồng trứng nó sẽ suy sớm hơn. Mà tôi chưa nói rằng là nếu ví dụ như cái cách phương pháp phẫu thuật rất là quan trọng, nhiều khi các bác sĩ dùng dao điện để đốt ý, nó hỏng hết buồng trứng. Mặc dù chúng ta để cho họ tí buồng trứng đấy nhưng mà nó suy hết rồi, chúng ta đốt nó hỏng hết buồng trứng mất rồi. Vì thế nên cũng có thể là bạn bị cắt tử cung và cắt một buồng trứng, có thể là bạn cũng đã bị mãn kinh. Nhưng cái này tôi khuyên bạn là bạn đi khám đi. Bạn đi khám người ta sẽ cho bác sĩ cho xét nghiệm. Cho xét nghiệm nếu đúng mà bạn bị suy đốt cái buồng trứng còn lại, bạn mãn kinh rồi thì bác sĩ cho dùng thuốc. Khi cho dùng thuốc để cho các bạn có thể kéo dài được tuổi xuân và nói thật là còn kéo dài tuổi thọ nữa. Nếu bạn mất kinh sớm như này thì bạn tuổi thọ bạn sẽ giảm đi rất nhiều. Bởi vì là con người phụ nữ thì sống rất nhiều, dựa rất nhiều vào nội tiết. Vì thế người ta mới tính cái tuổi lão hóa ấy, của phụ nữ là sau 50. Người ta đánh giá từ lúc người ta mãn kinh là bắt đầu lão hóa. Và đàn ông lão hóa người ta chỉ tính sau 40 thôi nhé. 40 đã bắt đầu lão hóa rồi. Vì thế là cái đàn tuổi đàn ông lão hóa của đàn ông và đàn bà nó chênh nhau khoảng 10 năm. Đấy. Thế ngày xưa người ta cứ tưởng đàn ông trẻ lâu, nhưng không phải đâu. Đàn ông 40 tuổi đã bắt đầu lão hóa rồi. Và đàn bà thì ngoài 50 tuổi. Mà bạn mới có 37 tuổi, bạn nên đi khám đi. Nếu mà đúng như thế thì bác sĩ người ta sẽ cho thuốc để bạn duy trì cái tuổi xuân của bạn và sức khỏe tuổi già nữa.